Diễn đàn 26 xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình hôm nay, diễn đàn muốn nói lời cảm ơn đối với tất cả quý vị đã xem cái chương trình của diễn đàn ngày hôm qua, 14 tháng 8, 2024. Cảm ơn gần 500 lượt bình luận của quý vị, trong đó có rất nhiều cái góp ý chân thành và trách nhiệm. Nhiều bình luận thì cũng đã cung cấp, đã hỗ trợ kiến thức cho diễn đàn 26, nhất là các cái bình luận của các vị khán giả có tài khoản sau đây. Bạn Tú Anh thì thông tin cho diễn đàn rằng quyết định ngày 21 tháng 4 1975 là văn bản đang có hiệu lực ở miền Bắc áp dụng cho miền Nam sau giải phóng. Thời điểm 1989 thì vẫn đang sử dụng cái văn bản này. Cảm ơn bạn Tú Anh rất là nhiều đã cung cấp cái chi tiết này. Rồi bạn Lương Am bình luận như sau. Góp ý với anh Tòa, rất nhiều người nhầm lẫn kể cả những tờ báo lớn chứ không phải riêng anh về cái chi tiết của quyết định 248 của Bộ Giáo dục ban hành ngày 21 tháng 4 1975 về quy chế thi tốt nghiệp cấp 3 Bộ Túc Văn hóa. Thực chất đây là cái quyết định của Bộ Giáo dục nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trước ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4 75 và tổng tuyển cử hợp nhất đất nước thành nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1976. Lưu ý với anh, năm 1989, quyết định này vẫn còn hiệu lực trong phạm vi cả nước. Vì vậy, cái việc viện dẫn quyết định này trên văn bằng tốt nghiệp hay một số văn bản khác có liên quan cùng thời điểm thì không có gì là sai. Tại thời điểm đổi tên nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì tất cả những cái văn bản về mặt luật, về hành chính, tư pháp thì đều kế thừa của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Cảm ơn anh đã quan tâm. Bạn A Cộng Triết Thang thì bình luận như sau. Anh phân tích sai rồi, ngày tốt nghiệp là sau giải phóng, còn số và ngày vào sổ theo quyết định số ... là của Bộ Giáo dục miền Bắc ban hành trước giải phóng. Có nghĩa là ai tốt nghiệp cũng phải vào sổ theo quyết định đó. Và sau năm 1975, khi miền Nam mới giải phóng thì áp dụng cho cả hai miền. Và ai ở miền Nam tốt nghiệp sau năm 1975 cũng áp dụng theo quyết định này. Chứ ngày 21 tháng 4 1975 không phải là ngày vào sổ. Những ai tốt nghiệp sau năm 1989 cũng phải áp dụng theo cái quyết định đó. Rất cảm ơn bạn Triết Thang. Ba cái bình luận này đều rất hay và rất mới, dù là cái câu chuyện nó không còn là mới nữa, phải không ạ? Dù câu chuyện quá cũ. Ở đây diễn đàn xin nói lại với bạn Triết Thang rằng là diễn đàn không nói ngày 21 tháng 4 1975 là ngày vào sổ. Ý của diễn đàn là sao lại áp dụng quy chế thi theo quyết định 248 của Bộ Giáo dục ban hành ngày 21 tháng 4 năm 1975. Diễn đàn nghĩ rằng ghi như vậy là không chính xác, là sai. Vì năm 1976, đất nước chúng ta đã hợp nhất hai miền từ hai quốc hiệu Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ở miền Bắc và Cộng Hòa miền Nam Việt Nam ở miền Nam thành chung một quốc hiệu thống nhất, đó là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Và như vậy thì không thể lấy cái quyết định của cái thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa để áp dụng cho Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đặc biệt là sau tới 14 năm giải phóng, sau 13 năm hợp nhất thành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà vẫn sử dụng cái quy chế thi tốt nghiệp cấp 3 hệ bổ túc văn hóa của Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa thì quả thật là khó tin. Diễn đàn nghĩ rằng năm 1989 thì vẫn có thể sử dụng nguyên văn nội dung của quyết định 248 ngày 21 tháng 4 năm 1975 của Bộ Giáo dục
về quy chế thi tốt nghiệp cấp 3 Bộ Tốt Văn hóa. Nhưng mà nó cần phải được thay đổi quốc hiệu và phải ban hành lại cái ngày thi, thì nó sẽ phù ban hành lại ngày, thưa quý vị, chứ không phải ngày thi, ban hành lại ngày thì sẽ phù hợp hơn. Nếu mà không ban hành lại đó thì cũng phải có một cái văn bản chính thức nào đó của cấp có thẩm quyền về cái việc cho phép là duy trì một số các cái văn bản của chính thể Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trong cái chính thể thống nhất Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Đó là cái sự hiểu của Diễn đàn 26 khi mà làm cái chương trình hôm qua 14 tháng 8. Đó là sự hiểu của diễn đàn là như vậy. Nhưng khi được quý vị góp ý và cung cấp thông tin đó, thì diễn đàn mới lục tìm trong thư viện văn bản pháp luật đó, thì đúng là giai đoạn từ sau giải phóng, Bộ Giáo dục không ban hành một quy chế nào về thi tốt nghiệp cấp 3 hệ Bộ Tốt Văn hóa. Mãi cho đến ngày 3 tháng 2 năm 1990, nghĩa là sau 15 năm giải phóng, thưa quý vị, thì Bộ Giáo dục Đào tạo mới ra quyết định số 57 ban hành quy chế thi tốt nghiệp bổ túc trung học cơ sở và bổ túc trung học. Đây là vấn đề lịch sử, thưa quý vị, vấn đề lịch sử và chúng ta phải tôn trọng nó. Vấn đề lịch sử cho nên chúng ta phải tôn trọng. Cảm ơn bạn Tu Anh, bạn Lương Am, bạn Triết Thang rất là nhiều và rất mong quý bạn cùng khán giả tiếp tục đồng hành cùng diễn đàn 26. Kính thưa quý vị, như vậy là phần vào sổ cấp bằng tốt nghiệp cấp 3 Bổ Túc Văn hóa mang tên ông Vương Tấn Việt thực hiện theo quyết định 248 ngày 21 tháng 4 năm 1975 của Bộ Giáo dục nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tuy là không có phù hợp với nước Việt Nam Thống Nhất Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam lúc bây giờ, nhưng mà nó cũng không sai so với quy định, thưa quý vị, và cũng không thể lấy đó để mà làm căn cứ khẳng định rằng bằng cấp 3 đó là bằng giả. Không thể lấy đó để làm căn cứ được, thưa quý vị. Tuy nhiên cũng chưa thể kết luận đó là bằng thật. Xin lưu ý với quý vị là cũng chưa thể kết luận đó là bằng thật. Khi mà Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kết quả xác minh rằng tại kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 ngày 6 tháng 6 năm 1989 không có ai tên là Vương Tấn Việt như thời điểm mà văn bằng mang tên ông Vương Tấn Việt đang lan truyền trên các cái nền tảng mạng xã hội trong cái thời gian vừa qua. Vì vậy cho nên là ông Vương Tấn Việt có bằng tốt nghiệp cấp 3 Bổ Túc Văn hóa hay không? Rồi văn bằng tốt nghiệp cấp 3 Bổ Túc Văn hóa mang tên ông Vương Tấn Việt mà đang lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội đó, thì đó là văn bằng giả hay là thật? Thật hay giả? Thưa quý vị, câu trả lời chính xác nội dung đặc biệt mấu chốt này đó thì thuộc về chức trách của cơ quan công an, của trường Đại học Hà Nội và của Bộ Giáo dục Đào tạo. Chúng ta hãy tiếp tục chờ. Kính thưa quý vị, cũng có nhiều cái bình luận của quý vị yêu cầu diễn đàn 26 đính chính rằng Đại học Luật Hà Nội chứ không phải Đại học Hà Nội. Diễn đàn gọi Đại học Hà Nội như vậy thì dễ hiểu nhầm. Thưa quý vị, xin quý vị lưu ý, Đại học Hà Nội và Đại học Luật Hà Nội là hai cơ sở đào tạo khác nhau. Đại học Hà Nội đó, tiền thân là Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, được thành lập từ năm 1959. Còn Đại học Luật Hà Nội thì tiền thân là Trường Đại học Pháp lý Hà Nội, được thành lập năm 1979. Thưa quý vị, tức là sau đây là 20 năm. Sở dĩ diễn đàn nhắc đến cái tên Trường Đại học Hà Nội
là vì ông Vương Tấn Việt nộp hồ sơ tuyển sinh đại học và nhận văn bằng cử nhân đầu tiên ở trường này. Khi đã có văn bằng cử nhân ở trường này đó, thì ông Vương Tấn Việt mới nộp hồ sơ tuyển sinh tại trường Đại học Luật Hà Nội và đào tạo theo hệ đào tạo văn bằng 2, tức là đại học 2, thưa quý vị. Vì vậy cho nên á, cái việc xác minh ông Vương Tấn Việt có bằng cấp 3 hay không, nếu có thì bằng đó là bằng giả hay bằng thật. Thì sao ạ? Thì phải xác minh tại trường Đại học Hà Nội mà tiền thân là trường Đại học Ngoại ngữ, thưa quý vị. Bởi vì đây là cái nơi mà tuyển sinh, đồng thời cũng là đào tạo cấp bằng cử nhân đầu tiên cho ông Vương Tấn Việt. Nhưng mà thì diễn đàn đã không sai khi gọi Đại học Hà Nội, quý vị nhé. Một số quý vị bình luận rằng đó, nếu đã xác định bằng tốt nghiệp cấp 3 của ông Vương Tấn Việt là bằng giả thì thu hồi hủy bỏ các cái bằng cấp khác là xong. Cần gì mà Bộ Giáo dục Đào tạo phải thành lập hội đồng thẩm định, hội đồng thẩm định lại cái luận án tiến sĩ của ông ấy, tốn thời gian vô ích. Đương nhiên rồi, thưa quý vị, khi đã xác định được bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa là giả thì tất cả các cái văn bằng học hàm học vị sau đó đều bị tước bỏ. Tuy nhiên như tôi đã trình bày với quý vị trong cái chương trình hôm qua đó, là tôi hoàn toàn ủng hộ Bộ Giáo dục và Đào tạo vì việc thẩm định này là để làm rõ có hay không những cái khuất tất đằng sau cái tấm bằng tiến sĩ của ông Việt. Thưa quý vị, đây là vấn đề đạo đức và là trách nhiệm hội đồng thẩm định luận án tiến sĩ của ông Vương Tấn Việt. Điều này là cực kỳ quan trọng, thưa quý vị. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nó tác động rất lớn đến chất lượng nguồn nhân lực cho đất nước, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao. Một nguồn nhân lực chất lượng kém thì làm sao xây dựng nền kinh tế tri thức được ạ? Một nguồn nhân lực thiếu trung thực thì làm sao phát triển đất nước nhanh và bền vững được? Cho nên là tôi nhất trí cao cái việc tổ chức thẩm định lại luận án tiến sĩ của ông Vương Tấn Việt. Chương trình hôm nay xin được phép dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.